mình là một tín đồ của Samsung nhưng chắc từ nay sẽ không bao giờ sử dụng đồ của Samsung nữa đâu anh em ạ. Chuyện là mình có đặt mua online chiếc Z Fold 6 màu trắng trên website của Samsung với hình thức thu cũ đổi mới bằng con Z Fold 3 ngay từ lúc thiết bị được công bố và phải chờ gần 20 ngày đến hôm nay để được nhận hàng. Cuộc tình chắc chắn vẫn sẽ em đẹp cho đến khi ra nhận hàng thì phía Samsung ghi nhận không thu cũ thiết bị của mình. Không phải vì lý do điện thoại mình hỏng đâu nhá, vẫn hoạt động bình thường. Nhưng vấn đề là do trong quá trình mua hàng mình đã nhập email 2 chứ không phải email 1. Ban đầu mình có đặt một đơn hàng di4 6 nhưng nhầm màu đen thì lúc đó có nhập email 1 Sau thì mình đặt lại đơn thứ hai thì web không cho nhập email 1 nữa mà phải nhập email 2 Vậy nên khi thu cũ đổi mới, tuy trên đơn có đúng là email 2 rồi nhưng phía Samsung vẫn không chấp nhận thu cũ máy của mình Và chỉ đưa ra một phương án duy nhất là hủy đơn và hoàn tiền Tất nhiên một phần lỗi là do mình không đọc kỹ khi mua hàng Samsung có nói là đối với thiết bị 2 SIM thì phải nhập email 1 Vậy nên sau anh em có mua hàng online trên web của Samsung thu cũ đổi mới ấy, thì để ý phần này nhé nhưng vấn đề khiến mình rất phẫn nộ ở đây ý. một là hệ thống xử lý đơn hàng và hai là bộ phận hỗ trợ khách hàng về phần hệ thống thì khi mình nhập thông tin thu cũ đổi mới và nhập email một hệ thống không chấp nhận vì mã này đã được sử dụng trên đơn trước mà đơn màu đen tất nhiên là đơn một thì mình chưa hề thanh toán Vậy nên khi mình qua nhập email 2 ấy, thì hệ thống vẫn chấp nhận cái đơn này Nếu như từ đầu các điện thoại có hai sim, 2 email thì hệ thống của Samsung cũng nên từ chối email thứ hai Để khách hàng không bị nhớ lẫn như mình Vì email là của từng điện thoại riêng biệt Nhập email vào website của Samsung đặt đơn vẫn loading để check email của loại máy nào Sau đó mới nhận đơn hàng chứ Ok, sau đó thì đơn mình bị hủy và chờ từ 7 đến 30 ngày mới được hoàn tiền. Bản thân mình thì rất ghét những thứ tốn thời gian nên có gọi cho bộ phận hỗ trợ mua hàng và bộ phận chăm sóc khách hàng để xem có cách nào đặt lại đơn với email 1 và hủy đơn với email 2 để có thể nhận máy luôn được không. Thì có lẽ về mặt kinh doanh, quy trình hay là hệ thống nhưng cuối cùng thì vẫn không làm được. Vẫn phải ngậm ngùi hủy đơn và đợi khoảng 30 ngày chờ hoàn tiền, có tiền về tài khoản rồi mới đặt lại được máy mới và lại đợi ship. Tính ra đến lúc đấy thì đã khoảng 40 ngày nữa rồi. Thì đến luôn thời điểm tháng 9 tháng 10 thì chắc chắn lúc đấy không việc gì phải đặt qua website của Samsung làm gì nữa, vì kiểu gì lúc đó cũng sẽ phải sale vì Apple ra mắt iPhone 16. Về phần hỗ trợ khách hàng thì mình thấy tệ ở điểm là không hề cố gắng hỗ trợ khách hàng tìm phương án xử lý nhanh hơn mà cũng chỉ xin lỗi và kiên quyết với phương án hủy đơn hoàn tiền. Quy trình của Samsung rất cứng nhắc và thiếu linh động để giải quyết vấn đề cho khách hàng và thật sự là rất tốn thời gian, chưa kể khoản tiền của khách hàng sẽ bị chiếm dụng trong quá trình đợi hoàn tiền nữa chứ. Nói chung để tóm lại sự việc lần này chắc chắn một phần là do mình không đọc kỹ nhưng mình vẫn trách Samsung vì vẫn ghi nhận email 2 và thanh toán bình thường cho khách hàng cũng như quy trình quá cứng nhắc và thiếu linh động. Con người khi yêu thì rất yêu anh em ạ, nhưng khi yêu mà chuyển thành ghét thì thật sự rất thất vọng. Vậy nên từ giờ mình cũng sẽ bắt đầu chuyển sang dùng hệ sinh thái của Apple ngay từ hôm nay anh em nhé.